Tại Công an tỉnh vừa diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai thực hiện đề án 06 và tổng kết cao điểm thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của đề án 06. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, giúp cho Đồng Nai hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân và chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, là một trong những tỉnh trên toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương. Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác đề án 06 Trung ương. Đặc biệt, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, đồng thời đã hướng dẫn trực tiếp đến tận công an cấp xã, thực hiện các biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư, đến nay đã đạt đúng đủ sạch sống, đạt 99,64%. Riêng tính đến ngày 31 tháng 3, đã cơ bản hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến 2008, kịp phục vụ các kỳ thi năm học 2023.